Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay. Hai trận giao hữu online của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ, trận này diễn ra năm 2022. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lưu Chí Viễn Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Chơi đến đây, Lưu Chí Viễn buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này Lưu Chí Viễn cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây Lưu Chí Viễn buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like. Và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.